Xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mahome. Và nhân dịp đầu xuân năm mới Xuân Nhâm Dần năm 2022, xin được kính chúc toàn thể quý vị và các bạn một năm mới ngập tràn hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Và trước khi đến với mỗi nhà ngày hôm nay thì chúng tôi đang có rất nhiều các quà tặng trong năm 2022 này dành cho tất cả các quý vị và các bạn đăng ký gói thiết kế cũng như là thi công trọn gói dành cho Mahome. Chúng tôi sẽ giảm 30% chi phí thiết kế xuống chỉ còn từ 200.000 đồng xuống chỉ còn 145.000 đồng trên 1 m². Hay là chúng tôi có rất nhiều các chương trình hấp dẫn, ví dụ như những phần quà một chiếc SH125i như là tủ lạnh, lò vi sóng hay là bếp hút mùi. Mọi chi tiết thì quý vị vui lòng gọi tới các số điện thoại hotline của công ty là 0964458888 hay là 0828133333 để nhận được những tư vấn sớm nhất nhé. Nếu quý vị và các bạn muốn xem nhiều hơn nữa những mẫu nhà của Mahome thì quý vị cũng có thể truy cập trang web là thiết kế thi công trọn gói .com nhé. Ở đây thì chúng tôi cũng để rất là nhiều những mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho rất là nhiều gia đình cũng như là những thông số để quý vị và các bạn có thể tham khảo. Mahome, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mahome đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mahome luôn đi tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mahome là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mahome, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mahome đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mahome dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mahome qua số hotline 0964458888 hoặc 0828133333. Mahome, giá trị tạo nên thương hiệu. Trở lại với mẫu nhà ngày hôm nay thì tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn một căn nhà một tầng mái Thái mang phong cách Tân cổ điển vô cùng đẹp mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình anh Huỳnh Duy Khánh có địa chỉ tại Kiên Lương, Kiên Giang quý vị nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem về phần ngoại thất của công trình này để xem công trình này có phù hợp với gu thẩm mỹ của quý vị không nhé. Đây là một công trình mái Thái một tầng mang phong cách Tân cổ điển. Mà Tân cổ điển thì quý vị có thể thấy được chúng ta sẽ có thêm cả những cái đường nét hiện đại trong công trình này nữa. Ở đây thì những cái phần mái Thái thì chúng ta có thể nhận thấy rất là rõ ràng ở những cái phần đốc thu hồi. Như phần mái Thái thì quý vị có thể nhận thấy được chúng tôi trang trí rất là đồng đều và rất là hài hòa đúng không ạ? Tất cả những cái chi tiết thì chúng tôi đã đều trang trí rất là đẹp. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy được những phần chi tiết về cửa sổ. Ở cửa sổ thì chúng ta sẽ trang trí những phần cửa sổ vòm chứ chúng ta không làm những phần cửa sổ vuông nữa. Nó sẽ tạo ra cái sự mềm mại, cái sự đồng điệu cho cái phong cách của ngôi nhà của chúng ta. Nếu quý vị và các bạn chúng ta trang trí những phần cột này, những phần cột trụ vòm mà chúng ta làm những phần cửa sổ hình vuông thì nó sẽ không đồng nhất với phong cách của ngôi nhà. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ trang trí thêm ở những phần giả cột hay là những phần cột trụ ở đường cạnh góc nữa. Và những chi tiết phào chỉ này thì quý vị và các bạn chúng ta cũng có thể đắp vẽ thêm cho ngôi nhà của chúng ta nó được sinh động hơn. Còn về màu sắc thì sao? Màu sắc thì ngôi nhà này sử dụng gam màu chính, đó chính là phần mái ngói màu xanh, phần tường màu trắng và kết hợp những phần vật liệu mà chúng tôi ốp. Ví dụ như những vật liệu mà chúng tôi ốp như là phần gạch đá ong hay là phần tường hay là màu phần chân công trình thì chúng tôi sử dụng gam màu ghi. Với phần sảnh chính thì chúng tôi sử dụng gam màu chính, đó chính là màu vàng nhạt. Như quý vị thấy, cái phần đá ong của chúng tôi thể hiện rất là chi tiết. Và khi mà chúng ta có một ngôi nhà đẹp thì tất cả các thiết kế của chúng ta phải thật là hài hòa. Phần sảnh chính và phần sảnh phụ của chúng ta được thiết kế khá là tương đồng với nhau. Cho nên là khi mà chúng ta nhìn tất cả các góc cạnh của ngôi nhà này thì nó đều hài hòa và nó đều đẹp. Những cái phần rìa mái trang trí ở bên trên thì chúng tôi cũng rất chú ý quý vị nhé. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có những phần kẻ chỉ lõm ở xung quanh tường như thế này. Đây là những đường nét rất là hiện đại trong ngôi nhà này. Bởi vì sao? Những mẫu thiết kế của Mahome thì sẽ luôn nổi bật và khác biệt so với rất nhiều những mẫu nhà mà quý vị có thể nhìn thấy ở trên thị trường hiện nay. Mà những điều này sẽ chỉ có được nhờ những đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi được đào tạo bài bản cũng như là được làm việc với những chuyên gia nước ngoài quý vị nhé. Với công trình này thì được sử dụng hệ bậc ngũ cấp. Như quý vị thấy thì với những công trình một tầng mà chúng ta sử dụng hệ bậc ngũ cấp thì sẽ luôn làm cho công trình của chúng ta trở nên cao và bề thế hơn rất là nhiều. Xung quanh thì chúng tôi cũng đã phối cho gia đình phần cổng và tường rào được sử dụng sắt sơn tĩnh điện để giúp cho công trình của chúng ta thoáng và tránh cái hiện tượng nó rất cảm giác rất là bức bí. Chúng ta sẽ đi đến một số những cái hình ảnh về hiện trạng của khu đất của công trình. Và tất cả những công trình của Mahome thì sẽ đều được các kiến trúc sư của chúng ta về tận nơi để tiến hành khảo sát, đo đạc hiện trạng khuôn đất, sử dụng những thiết bị rất là hiện đại hiện nay như là máy flycam hay là thiết bị quan trắc hay là la bàn phong thủy để giúp tư vấn cho gia chủ một cách kỹ càng nhất về khuôn đất, về hình dạng khuôn đất, về thế đất cũng như là về bố trí công năng như thế nào cho hợp lý.
Vâng, và sau khi tiến hành khảo sát thì chúng tôi sẽ lên mặt bằng định vị công năng. Chúng ta sẽ có về bản hồ sơ thiết kế nhé. Chúng ta sẽ đi đến những cái hạng mục hồ sơ thiết kế. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ có đến quan tâm đến phần mặt bằng định vị công trình. Với phần mặt bằng định vị công trình này thì sẽ cho chúng ta biết được hướng nhà của chúng ta ra làm sao, cũng như là những cái bố trí cơ bản về cái khổ đất của chúng ta. Vâng, và ngôi nhà của chúng ta thì nằm trên đường, mặt đường rộng 5m đúng không ạ? Khuôn viên của chúng ta đây, hai bên cạnh là đường quản giáp đất quản lý, giáp đất nền 20, chúng tôi đã thể hiện rất là chi tiết đây rồi. Với khổ đất rất là vuông vắn, chiều rộng là 10m và chiều sâu là 45m, rất là rộng rãi đúng không ạ? Với một khuôn đất rộng gần 500m² thì rất là thoải mái để chúng ta có thể là bố trí những phần công năng. Với một cái khuôn đất rộng 460m² như thế này thì hoàn toàn thoải mái cho chúng ta bố trí cái phần công năng nhà vườn của chúng ta đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến phần mặt bằng bố trí nội thất của công trình này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quan tâm đến kích thước, chiều rộng và chiều sâu của công trình. Với phần sảnh chính của chúng ta với chiều rộng là 7,5m và chiều sâu là 16,8m đúng không ạ? Từ sảnh chính thì chúng ta sẽ đi vào khu vực phòng khách với diện tích là 27,5m². Chúng ta sẽ được bố trí 3 phòng ngủ nhé. Quý vị có thể lưu ý là chúng ta sẽ bố trí phòng ngủ theo hình chữ Y như này để giúp cho chúng ta rất là dễ dàng bố trí được những cái phần trục cơ sở, để khi mà chúng ta có thể là đi những cái phần đường điện nó rất là dễ dàng, cũng như là tất cả những khu vực cửa sổ của chúng ta sẽ đều tiếp giáp với cái hướng rất là thuận lợi cho gia đình, để giúp cho căn phòng của chúng ta nó được thông thoáng. Những phần phòng ngủ của chúng tôi đều bố trí hai hệ cửa sổ nhé. Rồi chúng ta sẽ có khu vực bếp ăn. Khu vực phòng khách này sẽ liên thông khu vực sảnh phụ và khu vực bếp ăn, tạo nên cái hình khối rất là rộng rãi cho ngôi nhà của chúng ta đúng không ạ? Và cái việc mà chúng ta bố trí sảnh phụ như thế này thì cũng giúp cho chúng ta dễ dàng đi lại và di chuyển hơn trong khu vực bếp ăn, cũng như là đi đến các khu vực phòng ngủ. Ví dụ như nhà chúng ta có khách thì chúng ta không cần đi qua sảnh chính nữa để làm phiền đúng không ạ? Chúng ta có thể đi qua khu vực sảnh phụ để tạo cái sự riêng tư, cái sự tiện lợi cho ngôi nhà của chúng ta. Rồi ở đây thì chúng tôi bố trí 3 phòng ngủ. Phòng ngủ đầu tiên có diện tích là 13,2m², phòng ngủ thứ hai diện tích là 14,1m² và phòng ngủ số 3 có diện tích là 13,5m². Như tôi đã nói ở trên thì tất cả các phòng ngủ thì chúng tôi đều quan tâm đến những vấn đề bố trí về độ thông thoáng cũng như là ánh sáng, mang lại cái không khí tự nhiên, không khí tươi cho gia đình, để tất cả những thành viên sở hữu những phòng ngủ này đều có cái cuộc sống rất là thoải mái. Khu vực bếp ăn của chúng ta cũng sẽ được bố trí riêng ra làm hai khu vực, là khu vực bếp ăn cũng như là chúng ta cũng sẽ có một khu vực sân ướt để giúp cho chúng ta sử dụng những cái đồ có mùi hoặc là nấu nướng. Ở đây thì quý vị có thể thấy là chúng tôi sẽ làm những phần vách kính ở khu vực mà chúng ta đi ra khu vực sân ướt như này để ngăn cách tất cả những khu vực phòng tắm và khu vực phòng vệ sinh riêng. Phòng ngủ số 3 này thì có diện tích là 13,5m² và có một nhà vệ sinh khép kín bên trong phòng ngủ với diện tích là 5m². Phòng ngủ này tôi coi là một phòng ngủ master rất là tiện lợi cho gia đình mỗi khi sử dụng đúng không ạ? Và khu vực sân ướt này sẽ dẫn ra lối ở phía sau nhà. Với một căn nhà mà chúng ta có diện tích đất rộng như thế này thì khu vực lối sau nhà chúng ta có thể bố trí một sân phơi, hoặc là chúng ta có thể bố trí một khu vực bếp phụ ở bên ngoài rất là tiện lợi quý vị nhé. Và công trình này của chúng ta sẽ không được bố trí phòng thờ, bởi vì phòng thờ sẽ có một nhà thờ từ đường riêng quý vị nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với những phần hình khối và chiều cao của công trình này. Công trình này có chiều cao là 4m2, tức là chúng ta sẽ tính phần từ phần cốt 00 cho đến phần trần là 4m2. Với phần hệ bậc ngũ cấp thì chúng ta sẽ có chiều cao là 750mm, tức là tính từ phần sân đến phần cốt 00, từ phần sàn nhà đấy ạ. Và chiều cao phần mái là 4m, rất là cao. Cho nên là tổng cái phần chiều cao của ngôi nhà này là 8,9m. Tổng chiều rộng của công trình của chúng ta tính cả phần sảnh cũng là 8,5m. Một công trình rất là hài hòa và hợp lý đúng không ạ? Bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu tới quý vị một chút về phần mặt bằng định vị cửa. Với phần mặt bằng định vị cửa này thì sẽ cho chúng ta biết được những cái thông số về cửa chính, cửa phụ của chúng ta. Bởi vì những ngôi nhà của Mang Hùng của chúng tôi luôn có đặc điểm là vào những ngôi nhà rất là mát, rất là thoáng và rất là sang trọng. Với phần cửa chính, phần sảnh chính của chúng ta kích thước là 2m5 x 2m7. Phần cửa sổ ở tầng 1 là 1m5 x 2m3. Với phần cửa đi của chúng ta là 9.30 x 2.4. Tất cả những con số này thì chúng tôi đã tính toán rất là kỹ lưỡng rồi. Phần sảnh phụ của chúng ta ký hiệu là D2 là 1.72 x 2.7. Và quý vị các bạn cũng có thể tham khảo trên bản vẽ tất cả những thông số khác nhé. Rồi với và một phần chúng ta rất quan tâm đó chính là những
Và một phần chúng ta rất quan tâm đó là với một ngôi nhà tân cổ thì không thể thiếu những cái chi tiết phào chỉ chúng ta đắp vẽ, đúng không ạ? Ở đây thì chúng tôi đã thể hiện rất là kỹ lưỡng và chi tiết nhé, để quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo. Và những cái phần mà chúng ta trang trí cho phần cửa sổ, trang trí cho phần cửa sảnh đứng và trang trí cho phần cột như thế nào thì chúng tôi cũng thể hiện rất là chi tiết những cái thông số này, để làm sao khi mà chúng ta có bản vẽ kỹ thuật thì chúng ta nhìn rất là dễ, và cả những bác thợ ở quê cũng có thể đọc một cách rất là dễ dàng. Và bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về phần kết cấu của công trình này. Với công trình này, tùy thuộc theo từng loại nền đất thì chúng ta sẽ bố trí từng loại móng khác nhau. Với nền đất của công trình của nhà anh Khánh thì chúng tôi đã quyết định, thì sau khi tiến hành khảo sát, đo đạc hiện trạng cũng như là xem xét về nền đất thì chúng tôi đã quyết định sử dụng nền móng cọc cho ngôi nhà này. Chắc chắn với nền móng cọc thì gia đình hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng, về kết cấu của công trình nhà mình, đúng không ạ? Và việc mà chúng tôi bố trí số cọc cũng như là khoảng cách cọc và độ dài cọc thì chúng tôi đã tính toán rất kỹ, quý vị các bạn cũng có thể xem chi tiết ở phần bản vẽ nhé. Và ngoài ra thì với những bản vẽ kết cấu thì sẽ cho chúng ta biết được khối lượng sắt thép, khối lượng vật liệu vật tư mà chúng ta cần sử dụng. Thì qua đó thì sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta có thể dự trù được kinh phí và sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được những phần chi phí khi mà chúng ta tiến hành xây dựng. Bởi vì dù sao khi mà chúng ta đặt trước những phần vật liệu này thì khi mà chúng ta mua xỉ chắc chắn sẽ rẻ hơn mua lẻ rồi. Cuối cùng thì tôi sẽ xin giới thiệu tới quý vị và các bạn về phần dự toán của công trình này, và hy vọng rằng với những kiến thức mà tôi đã chia sẻ vừa rồi đã giúp cho quý vị phần nào hình dung về ngôi nhà mơ ước của mình. Và nếu quý vị yêu thích những mẫu thiết kế của Mark Home hoặc là mong muốn Mark Home thiết kế cho căn nhà của quý vị ngay trong năm 2022 đầy tài lộc này thì quý vị vui lòng gọi tới các số điện thoại hotline mà chúng tôi đang chạy trên màn hình để nhận được những tư vấn sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.